Hai giải nhất của môn lịch sử của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 thuộc về em Sùng A Chua, người dân tộc Mông đến từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, và Triệu Thị Nương, dân tộc Nùng đến từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây đều là hai học sinh của trường phổ thông vùng cao Việt Bắc có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn và đều yêu thích môn lịch sử. Với bản thân em thì em bắt đầu yêu thích môn lịch sử từ năm em học lớp 6. Thì em mong muốn là sau khi em học xong trung học phổ thông thì em sẽ theo học các trường đại học vào ngành học mà mình mong ước, và sau này về bản làng quê hương thì sẽ góp phần giúp đỡ cho mọi người, và một phần nào đó cũng với vốn hiểu biết về kiến thức về lịch sử thì cũng sẽ truyền đạt và truyền tải đến mọi người để mọi người yêu thích môn lịch sử và có cái niềm tự hào đối với lịch sử của dân tộc. Có thể học tốt được môn lịch sử thì cần phải học từ kiến thức cơ bản tới kiến thức nâng cao và học theo sơ đồ tư duy để có thể hiểu được bản chất. Bản thân em trong quá trình ôn luyện thì cũng có lúc nản lòng, nhưng mà nhờ có sự quan tâm và dạy bảo tận tình của thầy cô, cùng với đó là sự cố gắng hết mình của em thì em đã vượt qua khó khăn. Trong 3 năm học tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Sùng A Chua và Triệu Thị Nương đều đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, vượt cấp quốc gia và cấp quốc gia. Không chỉ học giỏi, cả hai đều là những học sinh ưu tú, có nhiều nỗ lực cố gắng trên hành trình chinh phục tri thức. Để có được những cái thành tích như vậy thì ngoài sự quan tâm của nhà trường, sự ôn luyện tận tình, kỹ lưỡng của giáo viên đứng đội thì còn có cái sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của các em học sinh. Thì ngoài những cái giờ mà ôn luyện ở trên lớp thì các em còn rất tích cực thảo luận rồi tranh biện để giải quyết những câu hỏi khó. Ngoài ra thì các em còn rất là chủ động trong việc lên mạng để tìm hiểu những cái dạng đề hoặc là tìm kiếm những cái tư liệu trong sách báo để mở rộng vốn kiến thức của mình. Từ đó thì các em sẽ có cái tâm thế tự tin hơn, vững vàng hơn khi bước vào kỳ thi. Những thành tích đạt được giúp các em thực hiện ước mơ hoài bão trong tương lai, đồng thời truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.